Rheinmetall, nhà sản xuất khí giới lớn nhất của Đức, dự định sẽ sản xuất xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược ở Ukraine trong tương lai. Giám đốc điều hành công ty Armin Papperger cho biết vào ngày 9 tháng 5, theo hãng tin AND của Đức. Ông Papperger cho biết trong những tuần tới, Rheinmetall sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác và thành lập liên doanh với một loạt công ty Ukraine. Theo vị CEO của Rheinmetall, các liên doanh này sẽ liên quan đến việc sản xuất phương tiện chiến đấu, hệ thống phòng không và đạn dược. Bằng cách này, chúng tôi đang tạo cơ hội cho Ukraine tự bảo vệ mình trong chung và dài hạn, đầu tư vào các nhà máy mới sẽ đến từ nhà nước Ukraine, ông Papperger nói. Quan chức Rheinmetall đã trích dẫn kế hoạch chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực Panther ở Ukraine. Theo ước tính của ông, liên doanh dự kiến có thể sản xuất tới 400 xe tăng Panther hàng năm. Giám đốc điều hành Rheinmetall nói thêm rằng các cuộc đàm phán sơ bộ với Kiev về dự án này là đầy hứa hẹn. Ý tưởng Rheinmetall sản xuất xe tăng ở Ukraine lần đầu được công bố trong cuộc trả lời phỏng vấn của ông Armin Papperger với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung hôm 15 tháng 3. Khi đó, đại diện công ty quốc phòng lớn nhất của Đức Rheinmetall đã nói về ý tưởng xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine và trình bày ý tưởng này với chính phủ liên bang. Chính phủ Ukraine sẽ phải phê duyệt dự án trước khi việc xây dựng có thể bắt đầu. Cơ sở này sẽ không thuộc sở hữu của Rheinmetall, thay vào đó công ty sẽ cho thuê nó. Khi đó, ông Papperger nói, chúng ta phải cho Ukraine cơ hội để tự bảo vệ mình. Một nhà máy như thế này không thể xây dựng trong ngày một ngày hai, vì vậy chúng ta cần bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không tài trợ cho công việc này. Việc này nên được thực hiện bởi Ukraine hoặc một quốc gia khác sẽ cung cấp hỗ trợ cho họ. Trước đó, ông Papperger nói rằng dự án sẽ tiêu tốn khoảng 212 triệu đô la Mỹ. Vị quan chức này gần đây cũng nói rằng riêng Rheinmetall có thể sản xuất đủ đạn pháo để đáp ứng nhu cầu của Ukraine nếu các chính phủ thành viên EU đặt hàng và tài trợ cho việc mở rộng dây chuyền sản xuất. Hôm 14 tháng 3, Hội đồng châu Âu đã công bố quyết định chuyển thêm 2 tỷ euro vào Quỹ Hòa bình châu Âu của EU. Quỹ này sẽ được các quốc gia thành viên EU sử dụng để cùng mua đạn dược cung cấp cho quân đội Ukraine. Trung bình Ukraine sử dụng từ 60.000 đến 210.000 quả đạn một tháng, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chỉ sản xuất được 25.000 quả một tháng. Trong khi đó, các lực lượng của Nga bắn 20.000 đến 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.